Khoảng 10 phút đầu tiên, U22 Indonesia chủ động cầm bóng và chưa tấn công phủ đầu U22 Việt Nam. Phút thứ 6, từ quả đá phạt ở khoảng cách khá xa, Junfiani vẫn gây ra rất nhiều khó khăn cho thủ môn Văn Toản. Tuy nhiên, sau những phút đầu lùi sâu đội hình, U22 Việt Nam dần bắt nhịp và tạo ra thế trận cân bằng hơn sau đó. Phút thứ 16, Đức Trinh chút nữa mở tỷ số sau pha dứt điểm rất nhanh từ đường truyền của Trọng Hoàng. Ở giải đấu năm nay, một trong những miếng đánh được U22 Việt Nam sử dụng thuần thục là bóng bổng. Và một lần nữa, nó lại phát huy hiệu quả. Từ quả đá phạt được hưởng bên cánh trái ở phút thứ 39 do Hồng Dũng thực hiện, Văn Hậu đã có cú đánh đầu cận thành mở tỷ số cho U22 Việt Nam. U22 Việt Nam tiếp tục là đội bóng chủ động trong lối chơi khi hiệp 2 trở lại. Phút thứ 59, từ pha tấn công bên cánh phải, Tiến Linh đã có pha làm tường để Hùng Dũng băng lên thực hiện cú đặt lòng hiểm hóc, đưa U22 Việt Nam vươn lên dẫn 2-0. Đến lúc này, U22 Việt Nam đã dễ đá hơn rất nhiều. Mọi diễn biến trên sân đều theo sự điều khiển của chúng ta. Và việc bàn thắng tiếp theo đến với U22 Việt Nam gần như là điều trước 3 bàn. Nhưng U22 Indonesia không có dấu hiệu buông xuôi. Dẫu vậy, những nỗ lực của đội bóng này cũng chỉ tạo ra được một số pha bóng nguy hiểm, chứ không thể ghi được bàn thắng danh dự. Ngay cả khi U22 Việt Nam không còn sự chỉ đạo của huấn luyện viên Park Hang-seo trong hơn 10 phút cuối trận. Kết quả cuối cùng, U22 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 3-0 để có lần đầu tiên trong lịch sử giành tấm huy chương vàng SEA Games môn bóng đá nam. Cảm ơn đến tất cả người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển, và chiến thắng này Linh muốn dành cho tất cả người dân Việt Nam. Thật sự thì khi thầy Bắc tới Việt Nam thì thầy đã làm được rất nhiều điều cho bóng đá Việt Nam, và ngày hôm nay cũng là một điều minh chứng cho điều đó. Thật sự đến thời điểm tại thì không thể tin được, vì bọn em vừa đá 7 trận trong vòng 15 ngày mà có được cái kết quả này thì đó là nỗ lực của toàn đội cũng như cái sự chuẩn bị rất là tốt. Từ đầu năm rồi thì huấn luyện viên Park đã có những cái sự chuẩn bị rất là dài hơi, và các cầu thủ đã thể hiện được cái tinh thần Việt Nam trong những trận đấu vừa qua. Tôi muốn gửi lời cảm ơn các cầu thủ, các thành viên trong ban huấn luyện và toàn thể người dân Việt Nam. Chúng tôi đã cùng nhau nỗ lực trong suốt 90 phút thi đấu vừa qua. Tất cả đã cùng chiến đấu như một tập thể và cuối cùng đã giành được tấm huy chương vàng quý giá cho bóng đá Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả.